Chào các anh em, hôm nay Hiếu lại rửa ruột cái em xe Vision FI đời 2012. Đây các anh em nhìn nào. Hiếu giã tanh bành hết rồi, đập tan em nó rồi. Đây là bộ hơi của em nó, lột biên các anh em nha. Trái đây là hơi của Vision FI. Đây là đầu con bò, người ta gọi là đầu con bò chứ mình chả thấy nó giống con đầu bò thế nào. Đầu bò hay là đầu bê cũng được, bê bò chắc nó giống nhau. Đây là quả bít tông của nó bị cháy, Hiếu đã đóng ra rồi. Nhưng mà nó bị kẹt cái tay biên của nó bị xước tay, cho nên là Hiếu bắt buộc phải giã máy để mang tay biên của nó đi để thay tay mới, ép lại. Đây các anh em nhìn nha. Tháo tung hết cả cái bộ côn nồi đằng sau rồi. Tháo hết rồi. Bây giờ Hiếu sẽ tháo lốt cái lốc giữa này ra nữa. Bây giờ Hiếu sẽ phang lốt cái lốc giữa này ra. Đấy. Các anh em thợ mời tham khảo nha. Đấy, nhìn nó cũng chả ra cái gì đâu mà, các anh em nhìn thấy không? Đấy. Khi anh em chúng ta bổ máy thì không cần thiết phải tháo đến cái cuộn lổ này ra làm gì, chúng ta chỉ cần nhổ hết ốc lông phát xong cắm vào phát là xong luôn. Đấy. Các anh em nhìn cái bánh này này. Bánh sắt trục biên của nó, đây là bánh bơm dầu này. Đấy. Đây là bánh bơm dầu các anh em nhé. Tay biên quay này thì nó bơm dầu. Đấy. Đây là bánh bơm dầu này. Các anh em nhìn nhá, đây là cái tổng bơm dầu của nó đây này. Đấy, tổng bơm dầu đây nhá. Đây tổng bơm dầu đây nhá. Đấy. Tổng bơm dầu thì bên trên thì nó bắt con khiển, nhưng mà người ta gọi là con CKB. Để các anh em nhìn con CKB này, kích hay khiển thì như thế. FI thì đây này, nó cũng là con khiển hay con kích thôi mà. Anh gọi tên cho nó sang thì CKB cho nó hay rực rỡ thế thôi, chứ còn nó cũng chả khác gì cái xe phổ thông bình thường. Các anh em cứ làm xe phổ thông như nào thì làm con này y chang thế, chả có cái gì. Các anh em nhìn đây là cái mở nhớt đổ nhớt đây, thì ở đây là có cái lỗ này các anh em nhìn đây, cái đen xì này, này chọc rồi này. Đấy các anh em thấy không? Đấy, chả có cái gì. Đây các anh em nhá, xích cam nó đây nhá. Đấy, xích cam này. Đấy. Anh em chúng ta đóng biên ra thì lôi được xích cam ra. Nhưng vòng xe tay ga này thì chúng ta hay cắt xích đi xong là làm rút vào. Đây là tay biên của con xe Vision 2012 FI. Nói chung là nó cũng không có gì khác biệt các anh em nhá, kiểm tra biên này. Anh em muốn kiểm tra cái biên ấy, anh em chúng ta tóm tay vào đây này, kẹp tay này. Đấy.
chúng ta kẹp ngón tay này, kẹp. Chúng ta lấy cái cổ tay này, chúng ta giảm xuống đây, chúng ta giảm mạnh đây nhá. Nó nghe thì cọc 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 rồi tạch 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 như đấy thì nó coi như là hỏng biên, thì chúng ta thay cái đi ép lại. Nhưng mà cái biên này thì có vẻ nó vẫn còn cứng, căn bản nó bị hết dầu lột biên thôi. Thì mai mình sẽ đi ép lại và ráp lại máy cho người ta. Vậy là xong. Tối rồi các anh em ạ, nghỉ thôi. Đây, cục máy bây giờ còn thế này thì các anh em ạ. Rồi, chả còn cái gì, tháo dã hết rồi. Đã có cái gì, mệt người. Ở video của Hiếu đến đây kết thúc nha. Chào các anh em.